Vitamin nào cần bổ sung trong suốt thai kỳ? Khi mang thai, em bé nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ bạn. Vì vậy, cơ thể bạn cần nhiều vitamin và khoáng chất hơn bình thường. Hãy cùng tham khảo những vitamin quan trọng mà mẹ bầu nên bổ sung sau đấy nhé. 1. Vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng cần thiết cho rất nhiều khía cạnh phát triển của bé. Loại này giúp ích rất nhiều cho sự tăng trưởng, phát triển của các tế bào, xương, da, mắt, răng và hệ miễn dịch. Quá ít vitamin A trong khẩu phần ăn uống của người mẹ có thể sẽ dẫn đến sinh non, khiến em bé tăng trưởng chậm, gây ra các vấn đề rối loạn da và tổn thương mắt ở bé. 2. Vitamin B1. Vitamin B1 rất cần thiết để chuyển đổi tinh bột thành năng lượng, đảm nhiệm việc điều tiết lượng cung tinh bột cho bé, tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu. Ngoài ra, còn hỗ trợ để hệ thần kinh hoạt động bình thường, cũng giúp bạn ăn ngon miệng hơn. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn bạn cố gắng để giữ một chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh cho cả bạn và em bé. 3. Vitamin B2. Vitamin B2 giúp giải phóng năng lượng từ chất béo, protein và tinh bột. Loại vitamin này cũng góp phần ổn định sự thèm ăn, giúp bạn và bé có làn da và đôi mắt khỏe mạnh. Đồng thời, vitamin B2 cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của não thai nhi. Vậy nên bạn cần đảm bảo cung cấp ổn định vitamin B2 trong 3 tháng cuối của quá trình mang thai. Thiếu hụt có thể khiến cho thai nhi bị xương yếu, gây thiếu máu, chức năng tiêu hóa kém, hệ thống miễn dịch bị ức chế, còn gây ra hiện tượng chán ăn và lở miệng ở người mẹ. 4. Vitamin B3. Vitamin B3 không chỉ tham gia giải phóng năng lượng cần thiết từ các thực phẩm bạn ăn vào, mà còn là một nhân tố quan trọng thúc đẩy lưu thông máu, từ đó lưu chuyển các chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng bé. 5. Vitamin B6. Vitamin B6 giúp cơ thể sử dụng protein để xây dựng các mô tế bào, đặc biệt khi có rất nhiều mô cần phải hình thành. Trong quá trình thai nhi dần lớn trong bụng mẹ, loại này cũng giúp tạo nên bạch cầu và hồng cầu cho mẹ và bé. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng vitamin B6 có khả năng giúp làm giảm các triệu chứng ốm nghén và giảm rối loạn da gây ra do thay đổi hormone lúc mang thai, thiếu có thể gây ra vấn đề về da trẻ sơ sinh. 6. Vitamin B7. Vitamin B7 tham gia vào quá trình sản xuất axit amin và giúp cơ thể bạn tiêu hóa chất béo, tinh bột và protein. Quá trình phân chia tế bào để phát triển phôi thai rất cần vitamin B7 để việc sao chép DNA có thể diễn ra thuận lợi. Thiếu loại này có thể làm trầm trọng nhiều triệu chứng khi mang thai, chẳng hạn như mệt mỏi, buồn nôn, các vấn đề về da và đau cơ. Ngoài ra, thiếu cũng có thể gây ra rụng tóc, một hiện tượng thường gặp khi mang thai. 7. Vitamin B12. Vitamin B12 rất quan trọng đối với sự hình thành các vật chất di truyền, hồng cầu và giữ vai trò thiết yếu trong việc hình thành và củng cố hoạt động của hệ thần kinh. Nói cách khác, rất cần thiết để hình thành một em bé khỏe mạnh. Vitamin B12 phối hợp cùng axit folic có thể giúp bào thai phát triển bình thường. Thiếu hụt có thể khiến bé mắc phải bệnh ống thần kinh bị khuyết tật, rối loạn hệ tiêu hóa hoặc rối loạn thần kinh và gây mệt mỏi cho bà mẹ mang thai.